một ca khúc ballad nhẹ nhàng với tựa đề Rời Bỏ. Xin mời tất cả mọi người. Và Hòa mới làm điều đấy được có một lần thôi, khi Hòa chạm ngưỡng tỷ phú.
điều ấy. À, Hòa mới làm điều đó được một lần thôi, đó là khi Hòa đột nhập vào trường Đại học Xây dựng Hà Nội, đúng không ạ? Là lúc đó thì các bạn Đại học Xây dựng đang tổ chức một cái chương trình giống như ngày hôm nay, và Hòa không thông báo cho ai hết, và Hòa đã tự đến và hát dành tặng cho mọi người trong đêm nhạc hôm đó. Và Hòa thấy không khí của bạn rất là vui, và đối với Hòa thì sinh viên là một không gian tốt nhất để bản thân mình có thể hòa cùng với âm nhạc. Các bạn không cần biết ai nổi tiếng hơn ai, mình thích ai hay không thích ai, các bạn chỉ cần biết người đứng trên sân khấu hát nhiệt tình là các bạn sẽ cổ vũ nhiệt tình, có đúng không ạ? Cảm ơn mọi người.